con của trời. Ngày xưa, có một người phụ nữ nghèo sống bằng nghề trồng rau ven sông. Bà sớm hôm làm lụng chăm chỉ, nhưng vẫn chỉ đơn độc một mình. Cải xanh đến độ này, nấu với nấm ăn ngon phải biết. Đúng rồi, mình sẽ vào rừng kiếm ít nấm để nấu bữa tối nay mới được. Nấm vào độ sang xuân đúng là ngon ngất đây. Cái gì thế kia? Cứ thế này, tổ ong sẽ rơi hoặc sẽ làm món ngon cho lũ gấu mập mất thôi. Mình chuyển cành cây có tổ ong này về phía vách đá kia vậy. Được rồi. Sao mình chẳng còn thiết ăn nữa? Ngày qua ngày, cứ lủi thủi một mình thế này thật cô quạnh. Giá như có lấy một mụn con cho vui nhà vui cửa thì tốt biết bao. Hóa ra, trong lúc vào rừng hái nấm, tổ ong người phụ nữ giúp đưa lên cao tránh nạn chính là nhà của tiên nữ ông vàng. Để báo đáp ân nhân, tiên nữ ông vàng đã tìm đến nhà người phụ nữ và nghe được tâm nguyện của bà. Và tiên nữ ông vàng đã trao tặng cho bà món quà mà bà hằng mong đợi. Sáng hôm sau, khi người phụ nữ mở cửa bước ra, bà ngạc nhiên thấy một chiếc giỏ lớn đặt trước cửa nhà. Tò mò, bà cúi xuống lật chiếc khăn đậy hờ trên giỏ thì thấy một em bé vô cùng đáng yêu đang nằm bên trong, đang nhoẻn miệng cười nhìn bà không chớp mắt. Hả? Cái gì đây? là một em bé. Cảm tạ trời Phật đã mang con đến cho ta, con gái của ta. Thời gian sau. Chiếc váy đẹp quá, con cảm ơn mẹ. Con gái của mẹ là xinh đẹp nhất. Cha cha, con gái có bộ váy mới xinh ghê ha. Dạ bác ơi, là mẹ may cho con đó. Chị chiều con gái quá đó, cái gì cũng dành hết cho con à. Gớm, nhưng mà có cô con gái xinh đẹp đáng yêu thế này thì cũng đáng à. Dạ vâng, cảm ơn bác. Mai mẹ lại may váy mới nữa cho con nha mẹ. Ừ, được rồi, khi nào đủ tiền mua vải tiếp thì mẹ sẽ lại may váy mới cho con. Chà chà, cô ấy thế mà tốt số, có cô con gái thật là xinh xắn. Cô bé xinh đẹp được mẹ chiều chuộng hết lòng, sinh ra kiêu căng và lười nhác. Hằng ngày, ông mặt trời lên rất cao, cô bé mới dậy, để rồi sau đó chỉ rong chơi mà thôi. Thật là, tưởng rằng con bé kia nhỏ thì chưa thể đỡ đần gì được cho mẹ. Ai ngờ để lâu dần sinh thành thói quen, đến giờ vẫn chỉ thích rong chơi, để mẹ một mình tần tảo thế kia bao giờ. Phải đến nhắc nhở cô bé mới được. Kìa cháu bé, sao cháu lại rong chơi ở đây mà không ra vườn tưới rau giúp cho mẹ? Bà là ai mà lại bảo cháu phải tưới rau như vậy chứ? Nếu cháu xách nước tưới rau thì bàn tay mềm mại trắng trẻo của cháu sẽ bị chai cứng mất. Bướm vàng ơi, đợi ta với. Nhiều ngày sau, tiên nữ ông vàng vẫn luôn nhắc nhở cô bé. Thế nhưng cô bé luôn viện lý do để tiếp tục rong chơi và không hề quan tâm gì đến sự tần tảo vất vả của mẹ mình. Trời sắp mưa hay sao? Nhanh chân về thôi, không lại ướt mất. Này cháu bé, trời sắp mưa rồi, hãy về lấy mũ áo mưa mang ra đón mẹ, kẻo mẹ lại ướt. Lại là bà nữa hả? Sao bà lại bảo cháu đi ra ngoài khi trời mưa chứ? Sẽ hỏng hết bộ váy đẹp của cháu đấy. Vậy hãy về nhà quét nhà, nấu cơm và đun cho mẹ cốc nước ấm giúp cho mẹ đi con. Quét nhà, nấu cơm, đun nước bận lắm. Khi mẹ cháu về, mẹ chỉ nấu một lát là xong, cháu không có làm đâu. Ôi da, sao mẹ về muộn thế? Con đói bụng quá mẹ ơi. Hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ sao thế này? Vì quá lao lực nên người mẹ đã lâm trọng bệnh nặng, chẳng thể qua khỏi. Còn cô bé, sau cả đêm khóc bên giường mẹ, sáng ra soi gương, cô thấy mặt mình hốc hác, hai mắt thâm quầng, nước da nhợt nhạt. Sao mình lại trông xấu xí, tiều tụy thế này? Lúc này cô mới hiểu rằng sắc đẹp của cô có được là nhờ sự chăm chút và tình yêu thương của người mẹ già. Nhìn thấy nóng ruột quá, không biết có chuyện gì với mẹ con nhà họ không?
Vậy là người mẹ tảo tần đã không trụ nổi nữa rồi. Từ nay cháu chỉ còn lại một mình thôi. Cháu hãy gắng chăm chỉ làm việc trên mảnh đất của mẹ và sống tốt nhé. Mẹ ơi, mẹ đi đâu cho con đi theo với. Con sẽ nấu cơm, quét nhà và tưới rau cho mẹ mà. Cô bé vốn quen việc gì cũng có mẹ, nên giờ chẳng còn mẹ bên cạnh khiến cô lo sợ vô cùng. Đến khi cô bé thật sự hiểu được sự vất vả của mẹ, cô bé càng ân hận hơn và cứ khóc mãi. Cô năn nỉ tiên nữ ông vàng cho mình được đi theo mẹ. Cô hứa sẽ chăm chỉ để báo đáp công ơn mẹ từ trước tới nay. Động lòng trước lời van xin của cô bé, tiên nữ ông vàng giúp cô thỏa nguyện, đã biến cô bé thành khóm cây có những chùm hoa màu trắng xanh. Đêm đêm, những chùm hoa ấy tỏa hương thơm ngọt ngào. Người ta bảo rằng đó là tấm lòng của đứa con thương mẹ nhưng đã muộn màng, và đặt tên cho loài hoa ấy là hoa dạ hương, thứ hoa chỉ tỏa hương thơm vào đêm thanh vắng. Làm ơn đừng điện thoại đến nữa. La 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 la. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hôm nay con về muộn thế, có gì vui mà trông hớn hở vậy con? Trường con vừa thông báo về chương trình trao đổi học sinh học vẽ tại nước ngoài mẹ ạ. Lần này học sinh trường con sẽ được đến một trong những trường hội họa lớn nhất thế giới tại Mỹ. Ngày mai con sẽ nộp đơn tham dự. Đây thật sự là một cơ hội quá tuyệt. Hả? Học ở Mỹ ư? Con có đang nằm mơ không hả Đức? Mẹ, con không đùa đâu, con nói thật mà. Mẹ xem, hè năm trước, bạn Nam nhà dì Hạnh cũng đi Đức đấy. Cậu ấy cũng ở khu phố ổ chuột này chứ đâu. Những chương trình trao đổi sinh viên với nước ngoài tốn kém vô cùng, chỉ dành cho bọn trẻ nhà giàu thôi con. Nhưng mẹ ơi, cơ hội này khó có được lắm. Đã gần chục năm rồi, người ta mới mở chương trình đào tạo. Mẹ hãy cho con thử sức đi mà mẹ. Con quên rằng mẹ chỉ có một mình, mà ngoài con ra còn phải chăm sóc cho ba em của con nữa sao? Mẹ biết hội họa là đam mê từ bé của con, nhưng con à, việc cho con học ở trường trung học nghệ thuật đã là cố gắng lớn của mẹ rồi. Con hãy tỉnh táo lại một chút. Rằng con tôi sẽ không quá thất vọng mà mất tinh thần. Đối với mẹ con mình, nước Mỹ xa xôi lắm. Có ai ở nhà không? Dạ, chào bác, có việc gì đấy ạ? Cháu có phải là Hoàng Minh Đức không? Đúng rồi ạ, cháu có thư nè. Ôi, thật vậy sao? Cháu cảm ơn bác. Mẹ xem, con nhận được đơn phúc đáp của hội đồng xét duyệt rồi. Mẹ hãy suy nghĩ thêm và ủng hộ con tham gia chương trình đi mẹ. Hả? 5.000 đô la Mỹ? Mẹ hãy suy nghĩ mẹ nhé. Con sẽ điền thông tin vào tờ đơn và gửi đi. Con trai à, con đã biết chúng ta không thể trang trải cho việc đó. Ngoài ra, nước Mỹ rất xa xôi, lạ lẫm với một cậu bé như con. Ít ra con hãy đợi đến khi vào đại học, rồi hãy mơ đến ước vọng lớn ấy. Mẹ, con phải nộp đơn chứ. Con sẽ không thể nào biết mình có được đi không nếu con không thử. Đây là tất cả số tiền mình dành dụm để phòng trường hợp nguy cấp. Tất cả còn chưa đủ 10 triệu đồng. Alo. Dạ, chị là mẹ của em Hoàng Minh Đức phải không ạ? Tôi gọi điện từ hội đồng xét duyệt du học sinh Việt Nam. Bên phía New York chấp nhận đơn xin tham gia chương trình mùa hè ở nước ngoài của cháu Đức. Họ đã gửi thư về gia đình yêu cầu đóng lệ phí cho khóa học chưa ạ? Cảm ơn chị, nhưng điều kiện gia đình của tôi không cho phép. Dạ, chúng tôi hiểu. Trong quá trình xét duyệt,
Chúng tôi cũng đã tìm hiểu và biết hoàn cảnh gia đình của chị cũng khá là khó khăn. Nhưng mà bên Mỹ liên hệ về, họ thật sự rất ấn tượng về hồ sơ của cháu Đức. Đặc biệt là bức tranh chủ đề khát vọng cháu gửi, kèm hồ sơ được đánh giá cao. Họ nói chắc chắn chương trình học này sẽ có ích với một tài năng như cháu. Vâng, nhưng thực sự gia đình của tôi không có đủ tiền cho cháu tham gia khóa học. Chị làm ơn đừng gọi điện tới nữa. Chị cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Chính vì thấy được sự khát khao và tài năng xuất sắc của cháu Đức, nên Hội đồng xét duyệt du học sinh Việt Nam chúng tôi đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí khóa học cho cháu. Thưa, chị vừa nói gì cơ? Chị hãy chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu cho cháu nhé. Dạ, dạ, chào chị. Đức ơi, Đức ơi, con được đi học rồi. Mẹ nói gì cơ? Mọi người đóng học phí giúp con rồi. Thật hả mẹ? Yeah, yeah. Cuối cùng con cũng được đi du học rồi. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Hai anh em. Hôm nay anh hai về muộn thế không biết. À! Trời ơi, bị rách quần rồi. Đau quá. Phải nhanh về nhà đã. Anh hai về rồi. Trời ơi, chân của anh bị sao thế? Anh không sao. Em cầm cặp sách đi học đi, không lại muộn. Anh không sao thật chứ? Ừ. Anh bôi thuốc vào nhé, tối về em sẽ vá quần cho anh. Em xin phép cô vào lớp ạ. Hoa, cô đã nhắc em bao nhiêu lần là phải đi học đúng giờ. Em xin lỗi cô. Cô nhắc lần cuối đấy. Thôi, em vào lớp đi. Hôm nay, cô thông báo với cả lớp về kỳ thi tuyển học sinh giỏi văn sắp tới của trường. Dựa vào học lực và điểm số ở lớp mình, cô sẽ cử bạn Hoa. Phần thưởng cho học sinh giỏi toàn trường năm nay sẽ có giải nhất là một bộ đồng phục cho năm học sau, hai giải nhì, mỗi giải là một chiếc cặp sách mới, và ba giải ba, mỗi giải là năm tập vở. Giải nhì là một chiếc cặp sách mới, tuyệt quá. Mẹ về. Con chào mẹ. Kỳ Dũng, chân con bị sao thế? À, lúc tan học con chạy vội về nhà, chẳng may vấp ngã, chỉ bị xước một tí thôi. Không sao đâu mẹ. Mẹ xin lỗi, tháng này có tiền mẹ nhất định sẽ mua thêm một chiếc cặp nữa. Mẹ ơi, không cần đâu ạ. Tuần sau trường con được đi thi học sinh giỏi văn, giải nhì sẽ được thưởng một chiếc cặp sách. Chắc chắn con sẽ cố gắng mang cặp sách mới về. Các con của mẹ ngoan lắm. Đã có kết quả thi học sinh giỏi và bạn Hoa lớp ta đã giành được giải nhất. Hoa, em làm tốt lắm. Tuyệt quá. Quá giỏi quá. Kìa Hoa, sao trong em không được vui? Có chuyện gì vậy? Dạ, thưa cô, em thích được giải nhì thôi ạ. Trời, sao qua lạ vậy? Ừ, chả có ai bao giờ lại thích giải nhì hơn giải nhất cả. Sao em lại không thích giải nhất? Vì giải nhì sẽ được phần thưởng là chiếc cặp mới. Có chiếc cặp ấy, em và anh hai sẽ không phải dùng chung một chiếc cặp. Em sẽ không phải chờ, anh hai cũng sẽ không phải vội về đưa cặp cho em. Thảo nào bạn ấy hay bị muộn học. Hoa, có nhà không? Kìa, cô giáo, mời cô vào nhà chơi. Vâng, em chào chị. Chị à, em là giáo viên chủ nhiệm của bé Hoa, mà thật sơ suất quá, không biết hoàn cảnh gia đình của nhà ta. Hoa là học sinh ngoan ngoãn, sức học rất tốt, tuy nhiên lại hay đi học muộn. Lẽ ra em phải quan tâm tìm hiểu, thì ngược lại em lại thường xuyên trách cứ bé. Cho đến hôm vừa rồi, bé nói em mới hiểu. Hoa à, cho cô xin lỗi nhé.
thưa cô, là lỗi của em mà. Em sẽ cố gắng từ giờ không bao giờ đi muộn đâu ạ. Cô cũng tin là như thế. Hôm nay cô có món quà nhỏ dành cho em đây. Đây là món quà tặng cho thành tích xuất sắc của em đấy. Chiếc cặp sách mới. Em cảm ơn cô. Cảm ơn cô giáo cùng cả lớp đã quan tâm. Tôi không biết phải nói sao nữa. Có gì đâu chị. Những học sinh như Hoa là những đứa trẻ tuyệt vời và rất xứng đáng mà chị. Ông Cáo, mình thật có diễm phúc khi gặp được ông ấy. Mình phải đến chào hỏi mới được. Chào ngài Cáo. Tưởng ai, hóa ra là tên mèo nhãi nhép. Chào ngài Cáo ạ. Ông Cáo làm sao thế nhỉ? Chào ngài Cáo. Ngài vẫn khỏe mạnh chứ ạ? Cái đồ gãi rìa đáng thương kia. Mi nghĩ sao? Liệu mi có xứng đáng không mà dám mở mồm hỏi sức khỏe của ta? Ông không hồn thì biến đi chỗ khác. Đừng ở đây phá giấc ngủ của ta. Sao ông lại xúc phạm tôi như thế? Tôi có gì mà không xứng đáng chứ? Thế mi nghĩ mi xứng để nói chuyện với loài cáo khôn ngoan như ta sao? Mi đã học hành được những gì? Mi biết những tài nghệ gì nào? Mỗi loài đều có tài nghệ của mình. Tôi cũng có tài riêng của mình chứ. Tài ư? Ngươi thì có tài gì hả? Tôi chỉ có một tài duy nhất. Tài gì? Nói xem nào. Tài trèo cây. Khi chó đuổi tới sát nách thì tôi có thể nhảy phát lên cây để cứu mình. Trèo cây mà cũng gọi là tài sao? Rõ là ngớ ngẩn. Ngươi đã từng nghe nói đến túi càng khôn chưa? Ta đây thông thạo trăm thuật khác nhau. Chỉ cần mở túi ra là có thể thiên biến vạn hóa. Ngoài ra ta còn có một cái đầu đa mưu túc trí. Ngươi chỉ là loại nhãi nhép vô danh tiểu tốt thôi. Ôi! Ông! Thôi biến đi, đừng đứng đây làm phiền ta nữa. Thật quá đáng. Trời ơi! Hổ! 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 Mở túi càng khôn của ông ra đi. Mở túi càng khôn ra. Ôi, cứu tôi. Chạy đâu cho thoát chứ. Tiếc là không bắt được con mèo rừng kia. Ông mưu trí và tài giỏi lắm mà. Giá kể ông chỉ có mỗi tài trèo cây như tôi thì đâu đến nỗi mất mạng. Thời buổi này thật lắm chuyện khó tưởng tượng. Sao họ lại vô lương tâm đến thế chứ? Có chuyện gì vậy? Đây này, báo viết có người gây tai nạn rồi bỏ chạy. Ôi dào, em đọc mấy thứ đó làm gì cho mệt người. Tập trung sáng tác đi em gái. Anh ấy, đi đứng cẩn thận vào. Em thấy anh toàn phóng nhanh vượt ẩu thôi. Cười gì? Chẳng may tẩy ra chuyện gì là khổ cả mình, khổ cả người khác đấy anh ạ. Em đúng là bà cụ non. Lily ngoan, Lily đáng yêu của chị nè. Lan ơi, nhanh lên, không chậm xe bây giờ. Anh nhớ chăm sóc Lily giúp em cẩn thận nha. Biết rồi, suốt ngày mèo với hổ.
Sao mà anh phóng nhanh thế? Nhanh không là muộn xe. Đường vắng mà, em lo gì? Trời ơi, anh Nam, con mèo nó bị thương rồi. Lan, chỉ là một con mèo hoang thôi mà. Đi nhanh lên, kẻo muộn chuyến xe của đoàn tổ chức. Một chân của nó không đi được nữa. Tội nghiệp quá. Mèo ngoan, ngoan nha. Nhìn nó đi, nó không sao đâu. Chắc nó là mèo hoang, với lại anh chỉ đâm sượt qua nó một tí thôi. Em nhanh đặt nó xuống rồi đi nào. Nhưng anh còn nhớ bài báo hôm nọ, em bảo về người tài xế taxi gây tai nạn rồi bỏ chạy chứ. Mình đang hành động giống như một kẻ tội phạm vậy. Nếu là con người thì khác, đằng này nó chỉ là một con mèo hoang. Nếu em không đi ngay thì sẽ muộn xe. Và cuộc thi vẽ toàn quốc sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi đấy. Nếu chẳng may mèo Lily của em cũng bị người ta đâm xe rồi bỏ đi thì sao? Bây giờ anh đưa chú mèo này qua chỗ bác sĩ thú y của Lily nha. Còn em sẽ bắt taxi để đến chỗ tập trung. Sau đó nhiệm vụ chăm sóc chú mèo này là của anh cho đến lúc em về. Theo như lịch em bảo thì xe sẽ chạy trong 10 phút nữa. Bây giờ bắt taxi ra đó phải mất ít nhất 20 phút. Thôi xong rồi. Không sao, em sẽ chờ cơ hội khác. Còn bây giờ anh em mình cùng đưa chú mèo này đến gặp bác sĩ thôi. Thì biết sao nữa. Này các cháu, có chuyện gì vậy? Thưa bà, hai anh em cháu đi xe máy, chẳng may đâm phải chú mèo này khiến cho nó bị gãy chân. Bây giờ bọn cháu sẽ đưa nó đến gặp bác sĩ thú y ạ. Thế tôi có thể bế chú mèo một chút được không? Chú mèo đáng thương, Luna của bà. Vậy đây là mèo của bà sao ạ? Bọn cháu vô cùng xin lỗi ạ. Đây là mèo của ta, nhà của chúng ta ngay đây thôi. Thật ra Luna từng bị tai nạn khiến cho gãy chân cách đây 1 năm. Thật vậy sao ạ? Nhưng cháu có cảm giác đâm phải vật gì đó cơ mà. Có lẽ hai cháu đã đi quá nhanh và đâm phải viên gạch kia rồi. Chẳng may con mèo của ta lò dò ở bên cạnh. Khổ thân, chắc nó sợ hãi lắm đây. Lúc đó mà đi luôn có phải là kịp chuyến xe không? Em đúng là... Thế các cháu định đi đâu à? Vâng ạ, em cháu đã lỡ mất chuyến xe để đi theo đoàn đến với cuộc thi vẽ. Ồ, có xa không cháu? Dạ, phải hơn 100 cây số bà ạ. Mà đó lại là vùng đèo núi heo hút, không có xe khách lên. Vậy thì có khó gì? Nhà ta có xe, ngay bây giờ ta sẽ nói chú tài xế của ta đưa cháu đi. Cháu cháu xứng đáng nhận được món quà này vì tấm lòng nhân hậu của mình. Cháu gái đáng yêu. Dạ, cháu cảm ơn bà. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.